Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh đạt ngưỡng trong vòng 3 tuần, khiến cho giá vàng tiếp tục gặp khó khăn trong các phiên giao dịch tuần này. Môi trường chính sách tiền tệ thắt chặt trên toàn cầu để chống lại lạm phát vẫn đang là nhân tố gây áp lực giảm giá đối với kim loại quý. Ở trong nước, phản ứng với biến động của thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước được các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc giữ ở mức ổn định so với phiên liền trước đó. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66.200.000 đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 67.200.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn mua số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 52.050.000 đồng một lượng và 52.950.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào ở mức 66.200.000 đồng một lượng và 67.200.000 đồng một lượng chiều bán. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66.200.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.220.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 1 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66.450.000 đồng một lượng và 67.150.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội có mức giá thấp hơn so với tại Thành phố Hồ Chí Minh ở chiều mua, khi ở chiều mua đứng tại mức 66.150.000 đồng một lượng và 67.150.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.200.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.200.000 đồng một lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự khi ở chiều mua đứng tại mức 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán 67.050.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG từ 700 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phố quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.200.000 đồng một lượng, chiều bán 67.150.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tận mức 66.220.000 đồng một lượng, chiều bán 67.140.000 đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.600.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.200.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua giao dịch tại mức 66 triệu đồng một lượng, ở chiều bán 67 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20.066.000 đồng một lượng đến 52.050.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22.066.000 đồng một lượng đến 52.950.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, vào thời điểm sáng nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 8, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.758,1 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 23.300 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số đồng đô la Mỹ đứng tại mức
107,492 điểm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 2,886% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 90,65 đô la Mỹ một thùng. Thưa các bạn, giá kim loại quý tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tuần trong bối cảnh nền kinh tế của Trung Quốc ghi nhận những dấu hiệu suy yếu. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ mạnh lên theo những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Mỹ. Vàng đã tụt giá do đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất. Hôm qua, chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã nhảy vọt lên trên mức 106,9 điểm, từ mức 106,4 điểm vào rạng sáng ngày hôm trước đó. Nội dung biên bản cho thấy Fed giữ vững quyết tâm chống lạm phát, nhưng phát đi tín hiệu có thể sẽ điều chỉnh tiến độ tăng lãi suất tùy theo điều kiện thị trường. Trước đó, giới đầu tư đã phập phồng hy vọng rằng Fed có thể giãn tiến độ tăng lãi suất sau khi dữ liệu tháng 7 cho thấy lạm phát ở Mỹ đã dịu đi. Tuy nhiên, không phải ai cũng cho rằng Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới sẽ giảm bớt độ cứng rắn trong lập trường chính sách tiền tệ của mình. Những phát biểu diều hâu gần đây của một số nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã khiến cho vàng rời khỏi ngưỡng quan trọng 1.800 đô la Mỹ một ao, bất chấp những tín hiệu cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt. Chiến lược gia tiền tệ Lia Spiva thuộc chuyên trang tài chính Daily FX cho biết, nếu Fed giữ quan điểm có thể duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài tới sẽ tác động bất lợi đối với giá vàng. Xét về phương diện sức hấp dẫn cơ bản của kim loại quý này đối với các nhà đầu tư, các thị trường đang dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% hoặc 0,75% nữa tại cuộc họp tháng 9 tới. Chiến lược gia Scott Warren của Wells Fargo phát biểu trên kênh CNBC rằng: "Chúng tôi thuộc Fed tin rằng Fed sẽ không xoay trục chính sách. Biên bản cuộc họp của Fed không hề khiến cho chúng tôi thay đổi quan điểm chút nào. Tôi cho rằng mức tăng lãi suất 0,75% vẫn có thể được áp dụng trong cuộc họp tháng 9 tới, và chúng ta sẽ chứng kiến thêm những đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay." Chính sự hoài nghi này đã đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá và gây áp lực mất giá lên vàng. Môi trường chính sách tiền tệ thắt chặt trên toàn cầu để chống lại lạm phát đang là nhân tố gây sức ép giảm giá đối với kim loại quý. Số liệu thống kê của Anh công bố ngày 17 tháng 8 vừa qua cho thấy lạm phát ở nước này đã lên tới 10,1% trong tháng 7, cao nhất từ tháng 2 năm 1982. Để chống lại lạm phát, Ngân hàng Trung ương Anh đến nay đã tăng lãi suất 6 lần liên tiếp. Đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương Anh có đợt tăng lãi suất mạnh nhất kể từ năm 1995 với bước nhảy 0,5%. Giới phân tích dự báo, bước nhảy lãi suất này sẽ lặp lại trong cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Anh. Tiếp tục phản ánh tâm trạng bi quan của giới đầu tư vàng, quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR đã bán dòng thêm 3 tấn vàng trong phiên ngày 17 tháng 8 vừa qua, giảm nắm giữ còn hơn 989 tấn. Trong hơn một tuần qua, quỹ này đã bán dòng gần 10 tấn vàng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ 6 ngày 19 tháng 8 năm 2022 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp mình phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.